Hello, xin chào anh em. Mình đang đứng ngay tại một cái bãi máy, rất là nhiều máy nha anh em. Bây giờ mình sẽ quay một số những cái máy này cho anh em ở trên kênh YouTube của mình sẽ tham khảo một số những cái máy rất là đẹp nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quay chi tiết của cái máy này ha. Mình thấy cái máy này dọn lại mới keng nhất, mình sẽ quay cái máy này trước cho anh em xem. Máy được dọn lại mới keng xà beng và bọc ni lông rất là kỹ. Mình sẽ đi và tìm hiểu thử này máy gì nha. 6KH. Đây. 6KH anh em ơi. Cái dòng máy 6KH thì mình cũng từng quay cho anh em xem một cái 6KH rồi, nhưng mà cái này là chưa được gắn xuống tàu. Quay cho anh em toàn bộ lại ha. Lúc nãy là mình cứ nghĩ là đập thùng, lúc nãy là mình tưởng đâu là cái 6EI, bởi vì cái dòng EI là dòng đời mới, chưa có cái những cái phiên bản cũ lại được. Này là 6KH. Dòng 6KH là hình như là nó 20 bô. Cái này dòng này 6KH nhưng mà chỉ có 10 bô thôi nè. Để mình coi thử cái dòng KH này là KH này nhưng mà nó chỉ có 550 mã lực thôi anh em. 401 BS. Dòng 6KH 401 BS này, cái này có 10 bô thôi anh em. Không phải cái 650 BS. Cái này là chỉ có 10 bô thôi. Đây nè, 6KH được dọn lại mới kem xe ben luôn, rất đẹp. Xịn xò luôn nha anh em. Máy được dọn lại mới kem. Hai cái bầu lọc dầu của máy dỡ sợ máy. 6 con heo dầu. Đây thương hiệu Giang Me nè nè. Thương hiệu Giang Me. 6KH. BS. Làm xong, dọn xong rồi bọc ni lông lại. Cái 410BS đây là cái mấy gia đình mình cũng có ha. Cái HI nó mới 600 mấy ngựa nha nè. Cái này là 6KH. Động cơ 6KH anh em ơi. Mới keng xà beng. Phía bên cạnh này là cũng là một cái máy thủy nữa. Cái này mấy cái nắp vuông này giống dầm. Giống dầm Mitsubishi. Cái này Mitsubishi hả ông anh? Komatsu. Komatsu.
gái là bạn không nên thức đêm gì. Bố về đi biển anh. Cô mít xu anh em ơi. Thêm một cái bên cạnh nữa là mấy cô mít xu. Đây mình quay luôn cả hai cái cho anh em xem. Một cái giang ma 6KH 410BS và một cái Komatsu 410BS 6KH gặp từ Esther. Ok ha. Máy rất là mới. Này máy dọn nha anh em. Gọi là làm mới lại. Gọi là máy làm mới lại. Rất đẹp ha. Mình vừa mà quay một cái 410BS với cái bên này là dòng Komatsu, cái này Komatsu này không biết Komatsu mấy trăm. Cái này Komatsu mấy trăm vậy anh? 540. Komatsu 400 mấy, 500. Máy này gọi là máy đang dọn cho nên là mình cũng ít khi là mình đón lắm. Mình sẽ đa phần là mình kiểm tra những cái thông số chính xác để mình nói với anh em cho nó hay hơn. Mình đoán thì nó không có thực tế lắm, bởi vì các cái dòng máy thì nếu mà cùng dòng á, ví dụ cùng dòng Komatsu hay là cùng dòng Yanma thì có nhiều cái nó giống nhau anh em. Gọi là nó không phải là giống hẳn hoàn toàn 100%, nhưng mà khi mình nhìn thoáng qua là nhiều máy nó giống nhau, nó khác nhau chút xíu đỉnh, là nó khác nhau về công suất mã lực, cho nên là mình thích những cái con số thực tế để cho anh em xem, anh em sẽ phân biệt được những cái dòng máy. Còn những cái dòng máy nào mà mình không đoán ra được á, và mình không thấy những cái gọi là những cái thông số của máy, thì mình sẽ đăng tải lên để cho anh em tự thầy thợ có thể vô xem và anh em đánh giá và ở dưới phần bình luận và nói cho tất cả những anh em trong kênh có thể biết ha. Đây, mấy ở đây anh em thầy thợ rất là nhiều, họ dọn lại rất là đẹp. Đây những cái thông số ở trên máy nè, Komatsu gì đây. Komatsu 6M1 546 mã lực anh em. Đấy. Này anh bôi mỡ để cho anh sơn nó khỏi dính ấy. 546BS. Komatsu. Vậy cái này Komatsu này là nó sẽ lớn công suất hơn là cái Yanma này nha anh em. Nhưng mà nhìn cái Komatsu có vẻ nó gọn gàng hơn ha. Cái dòng Yanma mà 6KH này nè, là nhìn cái máy nó keo, nó đồ sộ lắm. Bởi vì mình cũng đang xài một cái máy này cho nên là mình cũng biết ha. Mới đầu vô thì thấy cũng lạ, nhưng mà dòm kỹ thì khác nhau. Anh em thấy cái máy Komatsu nó dài hơn. Nó dài hơn cái 6KH. Cái 6KH thì nó keo hơn. Và cái Komatsu này là nó lớn hơn tới cả trăm mã lực nha anh em. Dở sợ máy đẹp quá. Ok, xin chào anh em. Mình quay cho anh em xem một cái máy Komin. Máy Komin nha anh em.
Cô Minh này không biết là cô Minh mấy trăm. Cô Minh một tục bô. Được đấu sẵn hộp số. Dòng máy cô Minh. Này cô Minh mấy trăm à anh? Này cô Minh mấy trăm à? B64. À này cô Minh B64. Cô Minh này gọi là cô Minh phát điện hay còn gọi là cô Minh xe anh em. Cô Minh 364 thì cũng chưa. Dạ vâng. Cũng không phải là cô Minh lớn ha. Cô Minh 364. Đây mình quay một số máy xung quanh nữa cho anh em xem. Cái này cũng cô Minh luôn. Đấy. Này cô Minh này chắc cô Minh N14. Cô Minh này, cô Minh N14 hay là 360 không biết. Cái này hình như cô Minh 360 à. Có chữ USA nè nè, máy Mỹ. Dòng máy cô Minh là anh em thấy là nó rất là gọn gàng ha. Gàng hai bên. À, cô Minh này, cô Minh 350. Cô Minh này, cô Minh 350 anh em ơi. Cô Minh 350. Đây quay cho tất cả anh em chiêm ngưỡng ha. Một cái cô Minh 364 và một cái cô Minh 350. Đẹp không anh em? Này là dòng cô Minh xe anh em, hay còn gọi là cô Minh phát điện á. Tục bô, cánh vẹt tục bô. Ở trên mấy cô Minh, mấy ảnh hay sơn cái nắp này màu đỏ nhìn là rất là đẹp. Cô Minh 350. Cái dòng cô Minh là nó hay gắn công suất luôn, kèm theo chữ cô Minh luôn. Quá không? Đây anh em. Cái này có các cái dòng máy. Máy này máy gì đây trời? Máy gì đây, phủ bạc trùm mền tiêu hết rồi. Máy này mà lấy máy vơ hai máy hai bên dữ rồi. Isuzu nè. Máy này máy gì mà ECA. Máy này cũng là máy phát điện. Phát điện. Máy quá trời luôn. Phát điện của cái hãng gì đây, trẻ hiểu cái hãng gì. Anh em nào viết vô bình luận nha. Máy móc nhiều quá không hiểu hết được. Này là DHI. DHI nha anh em. À, ở đây có cái bên ngoài đó giữa lọt khỏe nè. Máy này của hãng gì trời. Thấy đờ gì hết ta. Ok mình đi thoáng ra bên ngoài. Lẽ ra là mình quay chi tiết từng cái. Đây bên trong này còn nhiều máy lắm anh em. Máy tùm lum tá lại hết, máy này chưa dọn. Máy trùm bạc, máy trùm mền, máy trùm bong bóng. Đủ loại máy, máy nào cũng có hết.
này máy máy thủy nè. Đấy, máy thủy nè nè. Nói chung là mình mộ máy thủy thôi, chứ máy xe thì mình còn không có thích lắm. Mình mộ nhất là mấy cái dòng máy thủy. Bãi máy rất là đẹp. Rất đẹp, rất nhiều máy. Có mấy cái máy thủy thì mình hơi thích, chứ mấy xe thì không có mộ lắm nha anh em. Ở kia cốt máy nè. Cốt máy quá trời cốt máy luôn. Cốt máy còn tháo ra để làm đẹp lại hết anh em. Đấy, mấy anh em thợ thầy đang ngồi làm đẹp lại. Làm đẹp lại máy. Này có cái Hino. Này Hino anh em ơi. Hino 8, 8 Hino nè anh em. Cái này cái 8 Hino nè. 8 Hino nhìn gọn ha. Chỉ cái điều nó phình ra hai cái mé hai bên bàn ra. Hino. Hino. 8 Hino nha anh em. Vậy là cái lúc nãy cũng là 8 Hino luôn hả ta? Mình đi quẹo lại cái lúc nãy thôi. Đúng rồi, cái này cũng là mấy Hino luôn anh em. 8 Hino. Này em thấy chữ Hino chỗ nào không? Nhưng mà nó là 8 Hino. Cái này là gian ma người đây đang gấp ráp nè nè. Cái này cũng là 6 carry luôn. 6 carry gian ma 6 carry luôn nè nè. Đấy, vàng mè 6 carry. Cốt máy nha. Cốt máy quá trời cốt máy nha. Anh em thấy cốt máy không? Dữ dàng dở sợ cốt máy. Đủ loại cốt máy. Mấy anh em thầy thợ tháo ra để làm nguội nè. Làm sạch lại. Fumi. Cô minh nhiều quá.